Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 28 tháng 9 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố 40, giải 8 Long An 33, giải 8 Bình Phước 12, giải 8 Hậu Giang 50, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt thành phố 436244, giải đặc biệt Long An 648491, giải đặc biệt Bình Phước 268324, giải đặc biệt Hậu Giang 263189. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.